cô giáo phạt trò 231 cái tát, hiệu trưởng xin báo chí, đừng lên tiếng, vì sắp được công nhận, trường chuẩn quốc gia. Liên quan đến vụ việc, cô giáo phạt bằng 231 cái tát, khiến học sinh nhập viện, phòng giáo dục và đào tạo, huyện Quảng Ninh đã tạm đình chỉ công tác, đối với cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy, sinh năm 1977, giáo viên chủ nhiệm dạy toán và công nghệ của lớp 62, 2 tuần, và lập đoàn kiểm tra xác minh vụ việc. Có thể khởi tố cô giáo này với 3 tội danh: hành hạ người khác, làm nhục người khác và cố ý gây thương tích. Cụ thể, ngày 19 tháng 11, tại trường trung học cơ sở, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình, trong tiết 3 của buổi học chiều, một bạn trong lớp 62 mách với cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Phương Thủy là bạn Hoàng Long Nhật, chửi mẹ bạn ấy không điều tra thực hư thế nào. Lập tức cô Thủy ra lệnh cho lớp sau giờ học mỗi bạn phải tát Nhật 10 cái, bạn nào tát nhẹ, tát thiếu sẽ bị Nhật tát lại gấp đôi. Liên quan đến vụ việc, trao đổi với người đưa tin, luật sư Phạm Văn Phất, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng hành động tát thẳng tay có dấu hiệu của tội hành hạ người khác. Nếu khởi tố cô giáo này với tội danh hành hạ người khác thì sẽ rơi vào khoản 2 của điều luật này, tức là có tình tiết tăng nặng. Cùng trao đổi với báo này, ông Nguyễn Văn Trung, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân, huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình cho rằng hành vi của cô giáo này là hành vi làm nhục người khác. Ngoài tội danh nêu trên, cô giáo này có thêm một tội là tội cố ý gây thương tích. Nếu tỷ lệ thương tật trên 11% và sẽ có tình tiết tăng nặng, đối với hai tội danh này sẽ không bao giờ có tình tiết giảm nhẹ. Trong trường hợp này, vị luật sư này khẳng định, hiệu trưởng xin báo chí đừng lên tiếng, vì trường sắp được công nhận danh hiệu trường chuẩn quốc gia. Về phía nhà trường, cô giáo Phạm Thị Lệ Anh, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Duy Ninh, xác nhận trên báo Người Lao Động có sự chậm trễ trong xử lý vụ việc, cũng như thiếu sự quan tâm đối với em Nhật, và hứa sẽ xử lý nghiêm vụ việc. Theo báo Tiền Phong thông tin, nữ hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Duy Ninh thừa nhận toàn bộ sự việc và xin báo chí đừng lên tiếng vì trường sắp được công nhận danh hiệu trường chuẩn quốc gia, mức độ 2. Nếu chỉ vì hành động sai trái của một cá nhân, thì toàn bộ công sức của tập thể nhà trường sẽ đổ xuống sông, xuống biển. Theo bà Lệ Anh, trong hoạt động đội của trường, quy định nếu lớp học có em học sinh nói tục là bị trừ 5 điểm, nên đã tạo áp lực cho giáo viên chủ nhiệm. Bà Anh cũng thừa nhận, biện pháp của cô Thủy đưa ra không đúng, mong phụ huynh thông cảm. Như thông tin đã đưa, vào ngày 19 tháng 11, khi học sinh Nhật nói tục tại sân trường và bị đội cờ đỏ nghe thấy, ghi lại, cô Nguyễn Thị Phương Thủy, giáo viên chủ nhiệm lớp 62, trường Trung học cơ sở Duy Ninh, bắt cả lớp, mỗi người tát vào má em Nhật 10 cái, để phạt hành vi nói trên. Vì theo cô, điểm thi đua của cả lớp bị em Nhật làm ảnh hưởng. Được biết, tổng số học sinh lớp 62 là 27 học sinh, thì có 23 học sinh tát vào má em Nhật. Cô giáo Thủy quy định, người nào tát không mạnh thì sẽ bị phạt ngược lại bằng 10 cái tát, nên học sinh nào cũng tát vào mặt em Nhật khá mạnh. Sau khi trở về nhà, Nhật bị sưng hai má, nóng ran, khó ăn uống, nên người nhà đưa em nhập viện tại bệnh viện đa khoa Dinh 10 của huyện Quảng Ninh. Cựu thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa nghẹn ngào xin lỗi bị cáo Nguyễn Văn Dương. Trước tòa chiều ngày 22 tháng 11, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa, cựu thiếu tướng, cục trưởng C50, đã nghẹn ngào gửi lời xin lỗi bị cáo Nguyễn Văn Dương, anh em C50 và công ty CNC. Cựu thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa bình thản trả lời rõ ràng, xác nhận đã nghe rõ phần luận tội của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ. Đồng thời, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa đã thừa nhận tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ mà Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ truy tố. Ngày 31 tháng 8 vừa qua, sau khi nhận được bản cáo trạng, bị cáo đã có đơn gửi Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ. Trong đơn này đã nhận trách nhiệm, đã nhận toàn bộ tội trong bản cáo trạng nêu, cụ thể là lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ, bị cáo Hóa nói. Cựu thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa cũng lý giải về việc khi trả lời thẩm vấn trước tòa đã phủ nhận nhiều tình tiết mà trước đó đã thừa nhận, như trong cáo trạng nêu là do hôm trước trả lời thẩm vấn, bị cáo chỉ muốn giải trình thêm về mối quan hệ giữa bị cáo các anh em ở C50, C50 với công ty CNC. Nhưng do mất kiểm soát về mặt suy nghĩ, nên đã có những lời lẽ trái với việc đã khai, đã nhận trong bản nhận tội, cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã nêu. Vì vậy, đã gây ảnh hưởng, khó khăn cho việc thẩm vấn của Hội đồng xét xử, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ. Tôi thành thật xin lỗi,
hội đồng xét xử, viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, cũng như những đồng đội tại C50 đã đến tòa tham gia đối chứng. Tôi cũng chân thành gửi lời xin lỗi đến công ty CNC, anh Nguyễn Văn Dương. Quả thực, công ty CNC cũng như anh Nguyễn Văn Dương đã giúp đỡ C50 rất nhiều về phần mềm, kỹ thuật, đào tạo nhân lực. Một lần nữa, do quá tầm kiểm soát của suy nghĩ, nên buổi trả lời thẩm vấn, bị cáo đã có lời nói, cử chỉ không thống nhất. Bị cáo rất mong, bị cáo Nguyễn Văn Dương, công ty CNC, cũng như các đồng đội, cũng hết sức thông cảm cho bị cáo. Cựu thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa nghẹn ngào. Lý giải về nguyên nhân phản cung này, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa nêu, bị cáo nghĩ. Có thể là do sức khỏe. Bị cáo không lấy sức khỏe ra, để biện minh, nhưng thực tế, sức khỏe bị cáo không ổn định. Trước và trong thời gian diễn ra phiên tòa, bị cáo mong hội đồng xét xử, viện kiểm sát nhân dân, tỉnh Phú Thọ thứ lỗi. Bị cáo xin thừa nhận tất cả, tội lỗi của mình, xin chấp nhận những lời luận tội của viện kiểm sát nhân dân, tỉnh Phú Thọ. Tại cáo trạng, bị cáo Hóa bày tỏ ăn năn. Qua đây, bị cáo cũng muốn bày tỏ lời xin lỗi đối với Bộ Công an, lãnh đạo Bộ Công an. Về những việc làm của mình, gây ảnh hưởng đến thanh danh của Bộ Công an, ngành công an. Xuất phát từ mong muốn xây dựng được lực lượng tiên tiến về phòng chống tội phạm công nghệ cao, nhưng sự việc không thành, để đến ngày hôm nay. Bị cáo đã suy nghĩ rất nhiều. Bị cáo là một trong những người đặt nền móng, xây dựng nền tảng cho lực lượng phòng chống tội phạm. Công nghệ cao đẹp đẽ, nhưng chính bị cáo cũng xóa bỏ hình ảnh đó, cựu thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa nói. Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa cũng bày tỏ nguyện vọng được hội đồng xét xử chiếu cố khi xem xét lượng hình để được sớm về đoàn tụ cùng gia đình, chịu tang mẹ khi mất, chưa thắp nén hương nào, đến nay vẫn chưa về chịu tang. Bị cáo còn con nhỏ, đang học phổ thông, rất cần chỗ dựa tinh thần, bị cáo Hóa nói. Cựu tướng Nguyễn Thanh Hóa xin giảm án về chịu tang mẹ. Sau 2 tuần làm việc, hội đồng xét xử vụ đường dây đánh bạc nghìn tỷ quyết định kết thúc tranh luận và chuyển sang nghị án. Được nói lời sau cùng, các bị cáo đồng loạt xin giảm nhẹ hình phạt. Trong đó nguyên thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa trình bày muốn về sớm để chịu tang mẹ và chăm sóc con, đồng loạt xin giảm án. Sáng ngày 24 tháng 11, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ quyết định kết thúc tranh tụng trong phiên xử vụ án đánh bạc nghìn tỷ trên mạng. 92 bị cáo được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án. Mở đầu, bị cáo Phan Văn Vĩnh, nguyên trung tướng, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, xin được giảm nhẹ hình phạt, đồng thời gửi lời xin lỗi tới Đảng, lực lượng và nhân dân. Bị cáo nói thêm, tôi cũng gửi lời cảm ơn. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân đã thực hiện quyền công tố, cải cách tư pháp rất tốt, để các bị cáo được thể hiện hết quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của mình. Tiếp đến, bị cáo Nguyễn Văn Dương, nguyên chủ tịch công ty CNC, mong được tòa giảm nhẹ hình phạt. Theo bị cáo Dương, kiểm sát viên đã đề nghị mức án cho 2 tội danh với tôi từ 11 đến 13 năm. Đây là mức hình phạt cao nhất với tôi. Tôi vô cùng ân hận vì hành vi của mình trong vụ án làm ảnh hưởng tới uy tín ngành công an, danh dự của gia đình và làm mất đi cơ hội cống hiến của bản thân. Với tôi đây là bài học đắt giá nhất và cũng là bài học đau xót nhất về việc tuân thủ pháp luật trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đáng chú ý, Nguyễn Văn Dương xin nhận toàn bộ trách nhiệm. Với tư cách người đứng đầu CNC, bị cáo nói, tôi làm liên lụy các nhân viên, tôi xin nhận hết trách nhiệm với các bị cáo. Thuộc công ty CNC, mong hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt tù với các nhân viên của CNC để họ trở về làm việc. Với bản án công tâm, tôi sẽ an tâm cải tạo, không kháng cáo án sơ thẩm. Cuối cùng, Nguyễn Văn Dương xin, bố mẹ tôi đã qua đời. Vợ tôi nuôi 4 con nhỏ, sắp tới phải thăm nuôi tôi, suốt những năm cải tạo là việc quá sức với vợ tôi. Mong hội đồng xét xử khoan dung, độ lượng cho tôi sớm trở về, tôi xin lỗi Đảng, nhà nước, ngành công an. Biến cố may mắn. Đến lượt mình, bị cáo Phan Xào Nam, nguyên giám đốc công ty VTC Online, mong tòa giảm nhẹ hình phạt cho mình trước mức đề nghị 7 năm tù của kiểm sát viên. Nam nói, từ khi làm việc với cơ quan điều tra, đã hơn 1 năm, tôi đã hoàn toàn nhận thức sai lầm, tội lỗi mình gây ra. Bị cáo xin được coi biến cố này là sự may mắn trong đời, vì đưa vụ án ra xét xử đã hạn chế hậu quả vụ án, làm những người ở đây nhận ra sai lầm của mình. Phan Xào Nam cũng gửi lời xin lỗi với tất gia đình, bạn bè và đặc biệt là những cá nhân, tổ chức bị liên lụy trong vụ án, đồng thời mong được giảm nhẹ hình phạt và hứa sẽ cố gắng cải tạo tốt. Tiếp đến, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa, nguyên thiếu tướng, cục trưởng cục cảnh sát,
phòng chống tội phạm công nghệ cao, C50 khẳng định. Vẫn luôn giữ quan điểm nhận tội, xin nhận hoàn toàn trách nhiệm. Ông Hóa cũng xin lỗi hội đồng xét xử, vì lý do sức khỏe không ổn định. Nên khi xét hỏi đã khai báo mâu thuẫn. Ông Hóa cũng mong, được giảm nhẹ hình phạt nói, gia đình tôi rất khó khăn. Nên xin hội đồng xét xử, cho tôi mức án thấp nhất, để sớm trở về chịu tang cho mẹ, và chăm sóc con tôi đang bị bệnh. Mong quý tòa, quý viện quan tâm, xem xét hoàn cảnh của tôi. Xin lỗi đảng, nhà nước và ngành công an, đã nuôi dạy tôi nhưng tôi chưa trả ơn. Mong bộ công an tạo điều kiện, cho những đồng đội bị liên lụy vì tôi, cho họ tiếp tục cống hiến.